Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là căn nhà mình cần bán này. Căn nhà gồm một phòng khách lớn, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 2 vệ sinh và 1 phòng bếp. Đây. Bây giờ mình các bạn sẽ xem chi tiết của căn nhà và các vị trí của căn nhà trong cái video này nhé. Rồi xin mời các bạn. Đây là đường ngã ba, đường 31. Cắt nhau mấy đường Nguyễn Xiển. Đây đường Nguyễn Xiển đây. Rồi chạy thẳng đường này là về lên Đồng Nai này. Đấy. Đường Nguyễn Xiển này là đường rất lớn, đường quy hoạch gần 100 m. Đó, chạy thẳng đường này là lên ra là ngã ba Phước Thiện. Cắt nhau mấy đường Nguyễn Xiển là đi được rẽ vào đường Vincom Kensho Park đấy. Đấy, rồi đi chạy thẳng đường này vào. Chạy thẳng đường này vào là hơn 100 m nữa là tới cái căn nhà mà mình cần bán. À, đường thì đường rất rộng, đường 5-6 m, ô tô tải đi vào thoải mái. À, đó, đây là đường 31 nhá, đây là đường 31. Rồi cái đường lúc đấy là cái đường mà ngã ba chạy thẳng một khoảng 500 m nữa là tới ngã ba mà Nguyễn Xiển cắt nhau với đường Phúc Thiện á, là đi vào khoảng tầm 500 m nữa là tới Vinhome Kensho Park cổng đó, là khu đô thị đẳng cấp của Vingroup đấy. Rồi khoảng cách khoảng cứ 200-300 m đây là có Bách Hóa Xanh này, có Vinmark này, rồi Con Cưng này, rồi lên trên nữa là có bệnh viện Ung Bướu, là bến xe Miền Đông này, rồi Suối Tiên này, rồi Metro, rất là nhiều tiện ích nha. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái nhà mà mình cần bán nhá. Rồi chạy thẳng đường này vào. Rồi mình sẽ tiến vào nhà mình cần bán. Đây, đây là gần cuối đường 31 rồi. Đây là vị trí của căn nhà. Đó. Đường này đường 5 m nhá, 5 m. Từ bên kia sang bên đây là đường 5 m này. Ô tô tải, ô tô 7 chỗ đi vào thoải mái nhá. Đấy, đây là đường 5 m nhá. Đấy, nhà xây cách nhau san sát. Đây, vị trí nhà cần bán là địa chỉ là 32/21, đường 31, khu phố Long Hòa, phường Long Thành Mỹ, quận 9. Đó. Đây, căn nhà đây. Căn nhà tổng diện tích là đất là 87.6 m, gần 88 m. Đằng mặt tiền là 4 m, từ bên này sang bên này là 4 m. Sâu 17,5 m. Rồi nở hậu ra sau, nở hậu ra sau là 5m84. Đó, căn nhà được thiết kế rất là đẹp, hợp lý. Rồi, các bạn mời các bạn tiến vào nhà. Rồi. Đây, đây là mặt chính của căn nhà. À, lát gạch bông rất là đẹp. Đấy, cửa này là cửa gỗ. À, bên kế bên nó có một cái đấy, kế bên có một cái hành lang lách vào này. Đấy, chỗ này để phơi giặt đồ, phơi quần áo ở đây là, hoặc là trồng bông kiểng nó rất là đẹp. À, đó. Rồi cái bên này nữa này, bên này là một cái khu dân cư Phước Thiện này. Đấy, khu dân cư Phước Thiện. Đó. À, đây là khu kế bên là công viên và đây là đất người ta, đất trống nhà người ta. Và xa xa kia là bên kia là Vinhome Kensho Park, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn coi. Rồi mình sẽ tiến vào nhà nhá. Đây, đây là một phòng khách, phòng khách của căn nhà. Phòng khách này rộng khoảng tầm hơn 20 m. Nhà này là nhà quay hướng nam, chính nam. Đằng trước là chính nam và đằng hướng này là hướng đông. Đó, mình có để một cái chỗ cửa sổ này rất là lớn, rất là thoáng, coi như là nhà hai mặt tiền luôn á. Phòng khách, rồi tiến vào là trong là mình có phòng ăn. Rồi mình lên gác, gác này là gác đúc á. Trên có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Đây là phòng ăn này, phòng ăn và một phòng ngủ trong, phòng ngủ trong. Và đây là nhà bếp và phòng tắm. Đây các bạn xem phòng tắm này. Đó, phòng tắm. Nhà mình xây được khoảng cỡ hơn 4 năm rồi, nhưng mà cho người nước ngoài thuê và gia đình thuê nên là đồ còn rất là mới. À, các bạn nhìn xem này, lavabo bồn cầu là còn rất là mới nhá. Đó, xài rất là kỹ, cửa kiếc là rất là bền. Đó, cửa là cửa thông phòng, tất cả là đều mình làm đều cửa gỗ nhá, tất cả đây là cửa gỗ hết này. Đây, đây là các phòng ngủ ở dưới. Phòng ngủ này là khoảng cỡ hơn 10 m². Đó, hơn 10 m². Rồi cửa là các bạn nhìn này, cửa này là cửa gỗ nhá. Đó, cửa gỗ.
Đây, mình nhìn từ trong ra này, từ trong căn phòng ra này, chỗ nhà vệ sinh nhìn ra đó. Đấy, đây các bạn nhìn thấy không? Có một cái hành lang này, mình trồng bông kiểng này, hoặc là phơi quần áo này, rất là thoáng. Hai mặt tiền, một mặt đằng trước là hướng nam, mặt đằng này là hướng đông. Đông. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến lên lên tầng gọi là gác. Đá này là đá thật luôn đó. Rồi, đây. Trên này là gồm hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ. Đây, đây có một phòng ngủ này. Một phòng ngủ diện tích khoảng tầm phòng này khoảng tầm 12 mét vuông và có cửa sổ này. Cửa sổ nhìn vào đằng trước. Tất cả cửa thông phòng đều là cửa gỗ. Ở đây nữa. Đây. Thay vào phòng ngủ thứ hai ở trên gác. Đấy. Phòng này cũng có cửa sổ này. Phòng này cũng khoảng tầm lớn hơn phòng đấy, phòng 13 mét. Đấy. Và đây có phòng nhà vệ sinh này. Hai phòng trên là sử dụng nhà vệ sinh. Mọi cái là vật liệu còn rất là mới. Xài nhà xài cho thuê xài rất là kỹ. Bây giờ là mình có cần tiền mình xây nhà lên mình mới bán căn này. Giá bán và thông tin mình có để ở mô tả của video và tiêu đề của video này. Đây các bạn nhìn từ trên xuống này. Đấy, cửa sổ của phòng khách đây này. Rất là thoáng nhá. Tổng diện tích của cái đất này á là 87.6 mét, nhưng mà diện tích xây dựng ấy là mình xây ở dưới là 65 mét, phòng khách này 65 mét, phòng bếp này, phòng ngủ này với nhà vệ sinh là dưới là 65 mét, còn ở trên á, ở trên kia là 35 mét. 35 mét là gồm hai phòng ngủ, nhà vệ sinh với hành lang. Đấy, còn hiên bên cạnh nữa. Rồi cái sân đằng trước này tầm khoảng gần 20 mét. Đấy, gần 20 mét vuông. Lát gạch rất là đẹp. Còn rất là mới. Cổng cửa hàng rào các bạn nhìn xem còn rất là mới. Đó. Bây giờ mình sẽ lên ga trèo lên mái này, mình sẽ cho các bạn nhìn xem là cách đây khoảng cỡ tầm 500 mét là tới Vinhome này. Đây, các bạn nhìn thấy xa xa đằng kia kìa. Đấy là những cái block chung cư của Vinhome Grand Park quận 9. Đấy. Mình không thể zoom được. Đấy, các bạn xa xa kìa. Đấy là block chung cư. Nếu mà theo đường chim bay là từ đây ra đấy khoảng tầm 5 600 mét là tới đó. Nhưng mà mình đi đường vòng mình thì phải đi ra đường 31 rồi chạy xuống ngã ba Phước Thiện. Rồi kẹo vào Vinhome. Đây, nhà các bạn khu đây. Nhà xây san sát luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sổ của cái căn nhà này nhá. Đây, xin mời các bạn xem sổ của cái căn nhà mà mình cần bán nhá. Đây là nhà của mình, nhà mình chính chủ nhá. Mình giao bán. Đây. Diện tích của các bạn xem này. Là 87.6 m. Đất ở đô thị. Thấy không? Địa chỉ là phường Long Thành Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nhà ở riêng lẻ là mình đã xây trước là 48 mét vuông, nhưng mà mình mới xây. Xây là có giấy phép nhưng mà mình chưa bận quá, chưa hoàn công. Đấy. Đây, diện tích sổ của nó này. Đấy, các bạn xem chi tiết này. Sổ này. Đấy, đằng trước là 4 mét này. Đấy, 4 mét. 4 mét. Đấy, sâu 17 mét. Mét 7 á. Đây 17 mét. Đấy. Đằng sau này rộng là 5m84. Đấy, sổ mới, sổ cấp ngày năm 2015. Đấy, đây là cái sổ của nó, đây là sổ hồng nhá, có cập nhật cả nhà trước kia đấy. Rồi, bây giờ các bạn mời các bạn xem lại cái căn nhà nhá. Đây các bạn xem lại mặt chính của căn nhà này. Đấy, mình đang cần tiền mình bán nhà, rất là đẹp còn mới. Các bạn nào có nhu cầu cần mua nhà ở hợp với gia đình trẻ hoặc là ở chỗ này rất yên tĩnh hoặc là mua đầu tư thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình có để ở cái bảng mô tả của video này. Rất được vui được tiếp được những khách hàng thiện chí. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi xin chào.